xin đội 92 xin cho chàng một chàng pháo tay thật to. Kính thưa quý thầy cô cùng các anh chị, các bạn xin thân mến, hôm nay em đại diện chi đội lớp 92 xin biểu diễn một tác phẩm ngắn mang tên Khao Khát về được lắng nghe, với sự tham gia và góp mặt của các bạn, bạn Bích Trâm trong vai Ánh, bạn Mai Thế trong vai ba của Ánh, bạn Kiều My trong vai mẹ Ánh, Trung Văn Nghĩa trong vai thầy Cao Phong, Thùy Dương trong vai Xuân, Nương trong vai Hạ, Diệu trong vai Thu, Hổ trong vai Băng, em trong vai Nam, Dẫn Chuyện Thảo My. Tiết mục xin được bắt đầu. Ở trường anh lại là một học sinh khá toàn diện, do là học sinh xuất sắc nên anh được các thầy cô khá quan tâm và chú ý đến. Chính điều đó dẫn đến cho một số bạn trong lớp phải ghen tị và ghét bỏ bị tẩy chay. Toàn diện. Giờ ra chơi. Anh ngồi một mình ở góc lớp. Đổ rất nhỏ mà chưa chung. Con người ta học giỏi ai dâu sao thì dám sánh bằng mà chưa chung. Ủa quên nữa nè. Thôi nói rồi người ta đi biết thầy cái tụi mình bị xử lý đổ. Giờ ra về. Ánh lên những bước chân ra sân giữa dòng người ra vào. Ngồi giữa những ánh mắt khó chịu của mọi người xung quanh, Ánh lê những bước chân nặng trĩu về nhà. Trong ngôi nhà, hình ảnh hai vợ chồng đang cãi nhau không ai khác. Ông suốt ngày cứ bê bết, không lo cho cái gia đình này được cái gì hết á. Tôi cưới bà về để phục vụ cho tôi chứ lấy đâu ra có việc phục vụ cho bà chứ nhà chứ. Ông bỏ ngay cái định kiến mà cũ rất kinh người đó đi. Cái gì cũng có giới hạn của nó chứ. Nhà này là của tôi, bảo có quyền lên tiếng ai, biết chưa? Người vợ tức giận bỏ ra sao, ông quay lại nhìn anh. Đến gì mà nhìn, bữa chưa ấy bây giờ nè. Gái đứa đi đâu rồi, suốt ngày chứ. Học, không biết tình đụng cái cha mẹ gì chứ. Con đi học để sau này kiếm tiền nuôi ba mẹ mà. Kiếm cái gì mà kiếm? Sao ba mẹ cứ trách móc con hoài vậy? Giờ mày chỉ biết ăn bám tiền của tao thôi. Giữ đi của trường. Cảm thấy mỗi lần đến trường lại là
điện thoại. Còn về nhà thì chạy tù lúc. Lúc về nhà, anh vào lặng lẽ ở góc phòng canh chạy. Tâm trạng hoảng loạn. Lộn kịch bản à? Đọc lộn kịch bản à? Nên hồi nó là tâm trạng hoảng loạn, mình người nó biết nhỏ đó nó tâm trạng hoảng loạn, không biết cái tâm trạng. Bạn bè muốn được ba mẹ yêu thương nên sao ai cũng ghét bỏ mình hết. Chơi người phải đi chơi. Hôm sau trong buổi sinh hoạt lớp lần hai, thầy giáo đi đến chỗ các bạn học sinh. Thầy ở đây là giờ ra chơi tùng tùng à ha trộn hỏi thì rớt. Ủa tao tưởng có giải chứ giỏi lắm mà ai có dè. Trời ơi con người ta học giỏi lắm cơ đó, chỗ quá mà rớt giải luôn mà ha ha. Sau khi tan học anh bước về nhà. Mày suốt ngày chỉ có học mới mốt lấy học mà ăn chứ tao thấy chứ đói tới nơi đó, học chỉ vô bổ. Anh bật khóc và chạy vào phòng. Sau một đêm trằn trọc không ngủ được, hôm sau em đến tìm thầy giáo và mong giúp đỡ để bảo vệ em khỏi sự khủng hoảng. Thầy ơi, các bạn trong lớp hôm nay nói chuyện với em hết, mọi người đều xa lắm em. Em mong thầy có thể giải thành kiến của các bạn đối với em ạ. Được, để mà. Ngày học tiếp theo. Tổng chương trình tiếp theo sẽ là phần thi của chi đội 83, 82 cho một chàng pháo tay. Chị có năm giải mà sao đội khó chịu, cảm ơn người ta nghĩ một đội. Vừa đi là đầu não có giải vậy à? Có năm giải hả? Kính chào quý thầy cô, ban giám khảo cùng các bạn học sinh. Lớp em tập thể lớp 82 xin được dự thi với tiểu phẩm mang tên là
hãy cho con được đến trường. Với sự tham gia của các bạn là bạn Hoài Tâm trong vai người cha, bạn Khánh Ngọc trong vai người mẹ, bạn Gia Hân trong vai cô giáo, bạn Tiểu Thiên và bạn Duyên trong vai học sinh cùng bạn Hiền. Trong... bạn Hiền trong vai người dẫn chuyện và bạn người cha trong vai người con. Xin Thảo, hơn một năm nay cha mẹ, cha em đâm đầu rượu bia, không lo làm ăn nên kinh tế gia đình ngày cạn kiệt. Trang phải gánh vác lo kinh tế gia đình. Cảnh một tại nhà Trang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người ba của bạn phải bắt bạn để học em gái. Cái này gia đình bạn đã khó khăn hơn cha một cơ sở cho cô. Sao lại có chuyện như vậy? Vậy chiều nay cô cùng ban cái sự lớp đi đến nhà bạn Giang để xem thử nhà bạn ấy tại sao lại cho bạn ấy nghỉ học nhé. Nào chúng ta lấy tập ra học bài. Tại nhà Giang chào anh, cho hỏi anh có phải là phụ huynh của anh Giang không? Hôm nay tôi đến đây là muốn bàn về chuyện tại sao không có thấy em Giang không ngày đến lớp. Em ấy đã nghỉ mấy nay rồi. Nhưng mà đâu có được. Em ấy chỉ mới có 14, 15 tuổi. Nếu mà anh cho em ấy nghỉ bây giờ thì sau này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của em ấy. Con gái học chi cho nhiều, sau này về nhà chồng cũng có làm được cái thằng gì đâu. Vì là con gái nên anh phải cho em Trang học nhiều để sau này kiếm được những công việc lo cho bản thân. Không biết gì mà nói. Nhưng mà Việt Nam là nước thứ hai và là nước đầu tiên của châu Á ký bản hiệp ước với Liên Hợp Quốc về quyền bảo vệ trẻ em. Trẻ em có quyền được yêu thương, chăm sóc, được đi học. Thế tại sao anh lại tước đi những quyền đó mà không tôn trọng? Đây là nhà tôi, quyền do tôi quyết định. Tôi đừng liên quan cái luật pháp ra nói chuyện. Nhưng mà anh đã nói như thế. Nhưng mà em ấy cũng chỉ mới nhỏ, còn là thiếu nhi. Nếu mà anh cho em ấy đi học như thế, bỏ học đi, nhà mình có gì đông vui vậy? Cô đến đây là bàn về lý do tại sao không là em không có đến trường. Thì cô cũng biết hoàn cảnh nhà em khó khăn, cho nên là cô sẽ nói giúp em về để được đi học. Con giáo nó cũng đúng đó, em cho con Trang đi học lại đi. Không, định rồi, hôm nay nghỉ học, không đi học nữa. Ba ơi, cho con đi học đi mà ba. Anh cho con Trang đi học lại. Anh thấy đó, em Trang đi học như thế, tại sao anh lại cho em ấy nghỉ học chứ? Cô giáo cũng đã nói hết lời đó. Em nể lời cô giáo mà cho con đi học lại đi không? Thôi được rồi. Con với em nói vậy thì chiều nay cháu cho con đi học. Mà con nhớ với cha là bên học đàng hoàng. Chương trình ngày hôm nay sẽ là phần thi cuối cùng của chi đội 93. Xin cho một tràng pháo tay thật to để chào mừng. Em xin Nguyễn Thị Vân Anh, lớp 93. Em xin thay mặt tập thể lớp em giới thiệu về em xin gửi đến ban giám khảo và các bạn học sinh tiểu phẩm Điều Con Cần với các nhân vật trong tiểu phẩm như bạn Trần Thái Duy trong vai người ba, bạn Quỳnh Như trong vai
nhân vật chính là Nhất Vượt Bạch Nhật. Còn bạn Tố Quyên trong vai là người mẹ. Bạn Cẩm Ni trong vai là Táo. Và các bạn còn lại là trong vai các bạn của bạn Như ạ. Chúc em xin cảm ơn. Xin các ban giám khảo và các bạn học sinh lắng nghe ạ. Ba đi nặng nha con. Như có nhà không? Ai vậy? Tụi tao nè. Thấy đồng chăm mày chưa? Không, mình không đi đâu. Cháu còn phải đi học, hôm nay kiểm tra. Thôi bữa nay tao có chỗ này vui lắm, mày đi đi. Tao cho tiền mày ăn học mà mày đi lại đi học mà lại làm những chuyện như thế đó hả? Ba mẹ biết con tập con rồi sao? Xong rồi, xong rồi hết rồi. Quan tâm gì sao mẹ? Tiền và vật chất sao? Ba mẹ ngày nào cũng bạn đi công tác suốt. Ba mẹ có, ba mẹ cho con tiền, ba mẹ cho con tiền. Nhưng ba mẹ chỉ muốn cho con có một cuộc sống tốt hơn thôi. Nhưng con không cần. Con chỉ ba mẹ có biết con để mỗi các bạn được ba mẹ nuôi con chăm sóc như thế nào không? Con đã có tình nghĩa mà con chơi để con hiểu được con hơn đó. Không chỉ là của cải vật chất cũng quan trọng, nhưng mà cái sự quan tâm con cái của mình đó là phải quan trọng hơn. Không luôn. Thôi ba mẹ xin lỗi, ba mẹ sẽ kiếm cho con nhiều thời gian quan tâm con hơn như lúc trước được không? Yeah, I don't know.
Ủa, phải lấy giải hả?